hướng dẫn kỹ thuật đòn khí kích độ đào cho người mới. Đầu tiên, chúng ta sẽ chống tay và đùi vuông góc với mặt sàn, hít vào và thực hiện gồng chặt cơ bụng. Bạn nào chưa biết gồng bụng thì có thể xem hướng dẫn gồng bụng của mình nhé. Sau đó thực hiện đạp gót chân lên trời, giữ 1 đến 2 giây rồi từ từ thu chân về. Khi thu chân về thì hít vào, sau đó đạp chân lên, lặp lại động tác. Lưu ý là toàn bộ phần thân trên giữ nguyên, chỉ có phần chân là di chuyển nhé. Tập sai là bụng sẽ lỏng, võng lưng và thân trên di chuyển như thế này. Với các bạn đã thành thạo kỹ thuật rồi thì có thể đeo thêm dây mini band để tăng độ khó và tác động vào cơ tốt hơn. Một lưu ý tiếp theo là khi thu chân về thì chúng ta phải đạp lên trở lại ngay để tác động tốt nhất vào cơ. Nhiều bạn tập sai, lúc thu chân về là hạ chân xuống sàn và nghỉ thế này. Tập như vậy thì sẽ dễ hơn rất nhiều nhưng không có hiệu quả đâu nhé.